Chào các bạn đến với Camera Nhật Phong. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tính năng theo dõi thông minh của cái dòng cam EMA 360 độ. Đây là hình ảnh khi mà mình chưa bật chế độ theo dõi thông minh thì camera sẽ không không xoay theo bàn tay. Bây giờ mình sẽ vào cài đặt để bật tính năng đó lên. Bạn vào phần cài đặt này, kích vào phần phát hiện và bật ở cái dòng thứ ba có theo dõi thông minh, các bạn bật lên. Ok, đây bây giờ camera sẽ theo dõi chạy theo bàn tay của mình. Tính năng này sẽ rất là hữu ích cho bạn. Nó sẽ có thể bao quát được không gian căn phòng của bạn. Ví dụ mà khi mà kẻ gian họ vào cái những khu vực mà ngoài tầm góc quan sát của camera, có thể quay theo theo dõi theo để theo dõi được cái khu vực mà góc quan sát của camera không 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 quan sát tới. Khi mình tắt tắt chế độ đó, tắt tính năng đó thì camera sẽ quay về trở về cái trạng thái mà ban đầu mà lúc đó chưa lúc mình chưa bật tính năng đó lên. Ok bạn, vừa xong mình đã chia sẻ với bạn cái tính năng theo dõi thông minh trên camera 360 iMount. Nếu mà các bạn thấy video này có của các bạn thì các bạn có thể like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ngoài ra mình cũng có cung cấp những sản phẩm camera iMount trong trên nền tảng thương mại điện tử Shopee, thì các bạn có thể kích vào link mình để phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.